Trong kinh tế, chúng ta thường được nghe tới cụm từ too big to fail, nghĩa là quá lớn nên không thể sụp đổ. Cụm từ này dùng để chỉ các tập đoàn nhất định, đặc biệt là về tài chính, có quy mô khổng lồ và có số má trên thị trường, đến mức mà việc họ thất bại sẽ là thảm họa đối với hệ thống kinh tế lớn hơn. Do đó, những tập đoàn này thường được chính phủ hỗ trợ khi có nguy cơ thất bại dẫn đến sụp đổ. Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời đều có ngoại lệ, và không phải lúc nào too big to fail cũng đúng. Qua bài viết Sự sụp đổ của ngân hàng thung lũng Silicon của tác giả Lê Công Thành được đăng trên website của Spyroom, chúng ta sẽ tìm hiểu một trường hợp ngoại lệ như vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về SVB. Vậy thì SVB là ngân hàng nào? SVB là viết tắt của Silicon Valley Bank, có nghĩa là ngân hàng thung lũng Silicon. SVB được thành lập vào năm 1983 là một nhánh công ty con của SVB Financial Group, chuyên hoạt động và hỗ trợ cho vay các công ty khởi nghiệp của thung lũng Silicon ở Hoa Kỳ. Ước tính ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ với giá trị ước tính 209 tỷ USD vào tháng 12 năm 2022 theo số liệu của Cục Dự trữ Liên bang. Chính vì vậy nên, ngân hàng thường hay hướng đến việc cung cấp các dịch vụ cho vay tài chính dành cho các startup và các công ty được hỗ trợ bởi vốn đầu tư mạo hiểm. Ước tính có tới 44% những đợt chào bán cổ phiếu lần đầu với công chúng hay IPO của các công ty công nghệ và chăm sóc sức khỏe năm 2022 là khách hàng của SVB. Cũng vì lý do đó mà ngân hàng thung lũng Silicon còn được gọi với cái tên là ngân hàng startup. Trong khoảng 3 năm, ước tính SVB đã tăng trưởng gấp 3 lần ở cả tổng tài sản của ngân hàng, tức tổng tài sản nội địa, và tổng tài sản cả tập đoàn, tức tổng tài sản hợp nhất của SVB Financial Group. Nhờ đó mà thứ hạng của SVB trong danh sách các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã tăng từ hạng 34 lên hạng 16. Nguyên do của sự tăng trưởng này nằm ở chỗ SVB hướng vào nhóm đối tượng là các startup và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Đồng thời, lãi suất cho vay vào giai đoạn năm 2019 đến năm 2022 có mức rất thấp. Việc này khuyến khích các doanh nghiệp vay nhiều và mạnh tay hơn so với các giai đoạn trước. Nhờ vậy, hoạt động tín dụng của SVB trở nên cực kỳ hấp dẫn. Tóm lại, trong giai đoạn trước khi sụp đổ, SVB đang có một đà tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng tới năm 2022, ngân hàng đột ngột sụp đổ với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày ngắn ngủi. Vậy tại sao lại xảy ra một sự kiện có thể nói là hy hữu như vậy? Trước khi đi vào câu chuyện cụ thể thì các bạn cần nắm được một vài thuật ngữ và định nghĩa cơ bản sau để có thể dễ dàng theo dõi hơn. Đầu tiên đó là NIM và cách ngân hàng tạo ra lợi nhuận. NIM là viết tắt của Net Margin Interest. Cụm từ này có nghĩa là sự chênh lệch giữa tỷ lệ cho vay của ngân hàng và tỷ lệ lãi suất tiền gửi. Hãy ví dụ một trường hợp sau. Ngân hàng cho một nhân vật A gửi 100 triệu vào và có cam kết lãi suất 5% mỗi năm. Sau đó, ngân hàng dùng tiền của người A đã gửi và đưa cho người B để thực hiện một khoản đúng 100 triệu đó cho vay với lãi suất là 8% một năm. Như vậy, nếu đến hết kỳ hạn, người B trả 100 triệu kèm 8 triệu tiền lãi, ngân hàng chỉ cần đưa lại cho người A 105 triệu và vẫn lãi được 3 triệu. Như vậy, NIM trong trường hợp này sẽ là 8% trừ 5% bằng 3%. Tóm lại, đây là cách phổ biến nhất mà một ngân hàng có thể kiếm tiền từ hoạt động tín dụng. Đó chính là cho một người gửi tiền vào và dùng số tiền đó cho người khác vay với lãi suất cao hơn. Lưu ý rằng ngân hàng có thể cho vay với nhiều đối tượng khác nhau và có nhiều chính sách khác nhau cho từng đối tượng. Đối tượng nào có đánh giá uy tín hay còn gọi là xếp hạng tín dụng thấp thì ngân hàng sẽ cố gắng đặt mức lãi cao để tránh bị quỵt tiền sau này. Còn những người có xếp hạng tín dụng cao thì sẽ được ngân hàng giới thiệu đến những gói cho vay ưu đãi khác nhau. Vậy nên tóm lại, hoạt động cho vay của ngân hàng cũng có nhiều rủi ro xoay quanh việc đưa tiền cho những đối tượng có xếp hạng tín dụng thấp. Khái niệm tiếp theo là lãi suất quỹ liên bang, Federal Fund Rate. Đây là lãi suất được quy định bởi Cục Dự trữ Liên bang FED với các ngân hàng thương mại khác nhau muốn cho vay lẫn nhau. Để giải thích tại sao các ngân hàng phải vay lẫn nhau có khá nhiều lý do, nhưng chủ yếu từ việc đáp ứng mức dự trữ tiền bắt buộc trong kho bạc để phù hợp với quy định của FED. Mức lãi suất này không chỉ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay giữa các ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến chính những mức lãi suất cho vay của những người đi vay thông thường. Vì ngân hàng sẽ phải tìm cách bù đắp vào các chi phí tăng lên do mức tăng lãi suất của FED làm cho các khoản cho vay ngày càng tốn kém hơn. Tài sản và tính thanh khoản của tài sản.
Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt của một doanh nghiệp. Trong một công ty luôn có rất nhiều loại tài sản như sản phẩm, hàng tồn kho, tài sản chứng khoán hay các thiết bị khác. Tuy nhiên, để sắp xếp lại chúng thì người ta phân cấp những loại tài sản trên theo hai hướng ngắn hạn và dài hạn dựa trên tính thanh khoản. Tài sản ngắn hạn là tài sản có khả năng chuyển thành tiền mặt hay tính thanh khoản trong dưới một năm. Ví dụ như tiền mặt, vì chúng vốn đã là tiền mặt, hay là chứng khoán, vì bạn có thể đi ra thị trường và bán nó ngay để lấy tiền. Tài sản dài hạn là các tài sản có tính thanh khoản trên một năm, ví dụ như các tài sản cố định của công ty như trang thiết bị, máy móc, v.v. Các tài sản vô hình như bản quyền, bằng sáng chế và các tài sản đầu tư dài hạn khác như trái phiếu. Như đã nói ở trên về câu chuyện cho vay và nhận tiền gửi của ngân hàng, tiền của người gửi không phải lúc nào cũng được trữ trong kho bạc của các ngân hàng. Chúng luôn được luân chuyển để tiền đẻ ra tiền qua các hoạt động khác nhau. Vậy nên ngân hàng chỉ giữ lại một phần dự trữ mang tính phòng ngừa khi các khoản tiền gửi đến hạn trả hay là các doanh nghiệp đột ngột đến rút tiền. Tuy nhiên, những khoản tiền này chỉ có thể chiếm vài đến cao lắm là vài chục phần trăm thôi. Cho nên nếu như tất cả những cá nhân và doanh nghiệp đến rút tiền ồ ạt thì ngân hàng sẽ có hiện tượng thiếu hụt tiền và không thể trả ngay cho người gửi được. Đây còn được gọi là hiện tượng bank run, khi mà dự trữ của ngân hàng không thể đáp ứng đủ cho nhu cầu rút tiền của người đi gửi. Cho nên việc cân bằng giữa khả năng thanh khoản của ngân hàng trong ngắn hạn để đáp ứng cho việc trả nợ và rút tiền của người gửi là cực kỳ quan trọng trong việc quản lý một ngân hàng. Định nghĩa tiếp theo là trái phiếu. Trái phiếu là một hình thức chứng khoán để đầu tư lợi nhuận cố định. Trong đó, bên mua trái phiếu đưa cho bên phát hành trái phiếu một số tiền để đổi lấy một loại chứng chỉ, trong đó mỗi năm, bên phát hành trái phiếu sẽ phải trả lãi cho bên mua với lãi suất quy định. Và trong năm cuối của thỏa thuận trái phiếu, bên phát hành sẽ phải trả cả phần gốc lẫn phần lãi của năm đó. Ví dụ như một công ty A phát hành một trái phiếu có mệnh giá bán ra là 1 tỷ và lãi suất là 5% một năm trong vòng 10 năm, thì mỗi năm bạn sẽ có được 50 triệu đồng đều đặn trong vòng 10 năm cho đến khi tròn 10 năm. Và bạn sẽ nhận thêm phần gốc bạn đã cho vay là 1 tỷ. Mặc dù trái phiếu là một kênh đầu tư dài hạn và nghe có vẻ an toàn, tuy nhiên lưu ý ở đây chính là việc lãi suất của trái phiếu là cố định qua nhiều năm. Cho nên, việc trong những năm sau của phần lãi có những sự thay đổi về lạm phát hay lãi suất chung của thị trường tăng lên cũng khiến lãi suất trái phiếu của nhà đầu tư trở nên thiếu hiệu quả và có khi phải bán sớm trái phiếu với giá rẻ. Lưu ý, mệnh giá là giá trị của phần gốc bạn nhận lại sau khi hết thời hạn lấy lãi. Giá phát hành là giá đầu tiên mà nhà phát hành trái phiếu đưa ra để mọi người mua trái phiếu đó lần đầu. Hay nói cách khác, giá trái phiếu phát hành có thể cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá được ghi trên trái phiếu. Trái phiếu vốn có thể được mua đi bán lại ngay cả khi chưa đáo hạn. Nôm na mà nói thì hoạt động mua bán trái phiếu chính là hoạt động chuyển nhượng quyền được ăn lãi và gốc còn lại cho nhà đầu tư khác thôi. Thị giá hay còn gọi là giá của trái phiếu đó trên thị trường có thể sẽ cao hơn hoặc thấp hơn sau khi mua đi bán lại, tùy thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài như lãi suất thị trường, kỳ hạn trái phiếu. Diễn biến của sự sụp đổ. Năm 2020 và 2021, SVB nhận về rất nhiều khoản tiền gửi từ các công ty và startup khác nhau. Ước tính đã có gần 130 tỷ USD tiền gửi mới gửi vào trong giai đoạn trên. Thay vì cho vay thì SVB đã sử dụng phần tiền gửi trên để đầu tư vào trái phiếu chính phủ trong dài hạn, một loại hình tài sản cho vay gần như không có rủi ro nếu so với việc đi cho vay. Tuy nhiên lãi và lợi nhuận không hề cao. Nhưng vì tiền gửi và tiền tiết kiệm mất rất ít chi phí và gần như là bằng không để trả cho người gửi tiền, cho nên đây là một cách đầu tư dài hạn tưởng chừng là ổn định của SVB. Lý do thì đơn giản là vì họ vẫn có phần lãi thu về mỗi kỳ hạn trái phiếu với hơn 100 tỷ USD họ đã đổ vào thị trường này để có phần tiền thu về. Tuy nhiên, điều này chỉ thật sự ổn nếu như lãi suất của FED bình ổn và thấp thôi. Trong giai đoạn hậu Covid và các chính sách khác để chống chọi với lạm phát, FED đã tăng lãi suất trung bình của toàn bộ chứng khoán có kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 3.9%. Chỉ trong năm vừa qua thì chi phí tiền gửi của SVB đã tăng từ 0.14% lên 2.33%, khiến cho việc trả lãi cho những người gửi tiền ở SVB ngày càng khó khăn và tốn kém. Trong khi đó, hàng trăm tỷ USD trái phiếu của SVB vẫn ở mức lãi suất của thời điểm trước đó đã cố định. Việc này đã tạo ra một sự thắt chặt về lợi nhuận của SVB trong giai đoạn trên. Ngoài ra thì SVB cũng phát hành rất nhiều trái phiếu khác nhau với tổng giá trị lên đến 21 tỷ USD. Nhưng lãi suất trung bình chỉ là 1.79%. Tức là SVB đang kinh doanh và phát hành chứng khoán cũng như tiền gửi tệ hơn khá nhiều so với mặt bằng của thị trường chung. Ngoài ra còn một yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của trái phiếu mà SVB đang sở hữu.
Chính vì lãi suất của thị trường đang tăng lên, giá trị trái phiếu của SVB nếu bán đi sẽ rất thấp. Thay vì mua trái phiếu phát hành vào thời điểm khi lãi suất thị trường thấp, thì họ có thể đầu tư vào các tài sản khác hay thậm chí là gửi tiết kiệm có khi còn lãi hơn. Vậy nên, khi lãi suất thị trường chung tăng lên, giá của trái phiếu cũ sẽ giảm xuống. Như vậy có thể khái quát lại tình hình trong thời điểm này của SVB như sau. Tiền gửi vào ngân hàng có rất nhiều, nhưng SVB lại đưa hết vào trái phiếu chính phủ dài hạn. Đến thời điểm lãi suất thị trường tăng cao, thì phần trái phiếu này trở nên kém hiệu quả trong việc sinh lời, cũng như giải quyết các phần phí gửi tiết kiệm cho các khoản tiền đã được gửi vào ngân hàng trước đó. Tài sản trái phiếu mất giá, các đợt phát hành chứng khoán của SVB cũng tỏ ra kém hiệu quả và có mức lãi thấp hơn hẳn thị trường. Trong giai đoạn khó khăn này, có thêm một nhân tố nữa dẫn đến sự rung chuyển của SVB. Đó chính là các quỹ đầu tư khác vốn đang rất cần tiền để trả cho các bên mà họ đã đầu tư. Vậy nên, dù có đưa ra các kế hoạch phát hành và bán tháo trái phiếu hiện có, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư không thể chờ để xem kế hoạch đó có hiệu quả không, mà đã đến SVB để ồ ạt rút tiền. Chỉ trong vòng ngày 9 tháng 3 năm 2023, các khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp của SVB đã nhận các lệnh rút tiền có tổng giá trị lên đến 42 tỷ USD. Điều đáng lo ngại nằm ở chỗ, ngân hàng này được bảo hiểm các khoản tiền gửi bởi FDIC, tạm dịch là Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. Thế nhưng, theo chính sách của FDIC, bảo hiểm dành các khoản tiền gửi tối đa chỉ có 250.000 USD. Trong khi đó thì khách hàng của SVB đã gửi vào đây các khoản tiền lên tới hàng triệu USD. Do đó, hầu hết các khoản không được bảo hiểm do giá trị quá cao. Ước tính có tới 96% trong tổng số 173 tỷ USD tiền gửi vào cuối năm 2022 của SVB không được bảo hiểm vì lý do trên. Để so sánh thì một ngân hàng lớn khác của Mỹ là Bank of America chỉ có 38% trong tổng số hơn 1.9 nghìn tỷ USD không được bảo hiểm bởi FDIC. Với tình hình rút tiền ồ ạt như trên dẫn đến hiện tượng dòng tiền lãi của trái phiếu chính phủ không đủ để xử lý vấn đề. SVB đã bán 21 tỷ USD trái phiếu chính phủ và chịu lỗ tận 1.8 tỷ USD trong giai đoạn cực kỳ ngặt nghèo ấy. Thêm vào đó, SVB cũng bán thêm 2.25 tỷ USD cổ phiếu để có thêm vốn. Thế nhưng, công chúng và những nhà đầu tư lo ngại rằng ngân hàng rồi sẽ cố gắng bán thêm tài sản của ngân hàng để có thêm tiền trả nợ. Cho nên mọi người đã ồ ạt đi rút tiền và bán cổ phiếu của SVB. Chỉ trong một ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023, cổ phiếu của SVB sụt giảm không phanh. Từ 266 USD lúc mở bán tụt xuống còn 106 USD lúc đóng cửa vào ngày hôm sau và đã không được tiếp tục giao dịch trong một thời gian dài. Vậy thì sự kiện này đã gây ra một ảnh hưởng như thế nào? Với số tiền gửi hơn 21 tỷ USD do SVB nắm giữ vào thời điểm sụp đổ, sự kiện này đã khiến rất nhiều các khoản tiền của các doanh nghiệp không được giải ngân và lưu thông, gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của họ. Ngoài ra, vì SVB là một ngân hàng ruột của các startup tại thung lũng Silicon, nên ngay sau khi sự kiện này diễn ra, đã có rất nhiều công ty khởi nghiệp lo ngại cho cả hiện tại. Lý do là vì họ đã không có đủ tiền để trả lương cho nhân viên và các hoạt động khác. Tồi tệ hơn, đã có những doanh nghiệp lâm vào bờ vực phá sản. Ngoài ra, sự lo lắng trong dài hạn cũng được thể hiện rõ qua việc nếu SVB không còn tồn tại như trước, các công ty khởi nghiệp sẽ khó lòng có thể vay được những khoản vay mạo hiểm như những gì mà các startup đã dựa vào SVB. Ngoài ra, sự việc trên của SVB không chỉ đã ảnh hưởng đến nước Mỹ mà còn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, thị trường khác trên toàn thế giới. Ước tính rằng ảnh hưởng của nó đã vươn xa đến các đất nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nhưng, đáng kể nhất chính là cú giảm 7% của chỉ số các ngân hàng tại châu Âu, khiến hơn 120 tỷ USD biến mất khỏi thị trường. Theo một nghiên cứu đăng trên Finance Research Letters vào năm 2023. Sáp nhập. Cuối tháng 3 năm 2023, FCB, viết tắt của First Citizen Bank, đã đồng ý mua lại 72 tỷ USD tài sản của SVB chỉ với 16.5 tỷ USD từ chiết khấu của công ty bảo hiểm FDIC. Trong đó, FCB nắm giữ và xử lý 56 tỷ USD tiền gửi của SVB. Ngoài ra thì FDIC tiếp quản và nắm giữ hơn 90 tỷ USD của SVB, bao gồm cả chứng khoán. Trong thời điểm SVB sụp đổ, FCB chỉ là một ngân hàng có quy mô bằng một nửa SVB, với tổng tài sản vào khoảng 109 tỷ USD vào thời điểm tháng 12 năm 2022. Qua sự kiện này, giá trị cổ phiếu của FCB đã tăng 43% giá trị
khi sàn giao dịch Wall Street mở lại vào ngày 27 tháng 3 năm 2023. Bên cạnh đó, sau sự sáp nhập này, giá trị tổng tài sản của FCB cũng tăng thêm hơn 100 tỷ USD so với tháng 12 năm 2022 và vươn lên trở thành ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ vào tháng 3 năm 2023. Trước đó thì họ xếp thứ 30. Qua sự kiện trên, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù được xem là một tập đoàn tài chính thuộc dạng too big to fail, thế nhưng SVB vẫn đã sụp đổ, mà còn với tốc độ chóng mặt đến mức không ai ngờ tới. Đây được xem là một vụ sụp đổ lịch sử lớn nhất kể từ sự kiện năm 2008 của hai ngân hàng đã từng rất lớn và lâu đời là Lehman Brothers và Washington Mutual. Ngoài ra, đây cũng là một ví dụ cho thấy hiện tượng bank run có thể trở nên khắc nghiệt và khủng khiếp như thế nào nếu những người gửi tiền trở nên quá hung hăng và nóng vội trong việc rút ra một số tiền lớn từ kho bạc của ngân hàng. Vậy cho nên mới thấy, không gì là không thể trong thị trường tài chính ngân hàng. Mọi chuyện đều có thể trở thành một phản ứng dây chuyền khốc liệt chỉ với một sai sót từ cả người gửi tiền và chính các nhà quản lý ngân hàng. Và đó là toàn bộ nội dung của bài viết. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về những điều đã được nêu ra? Hãy cùng chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu thích video này, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube Sparkroom và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác trong tương lai nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!